anh, em muốn đặt lịch thay pin tận nơi. Em cần thay pin gì? iPhone 11 nha anh. Gửi cho anh cái địa chỉ em. 13 km à. Có ship nha em. Ok man. Sau khi nhận cuộc gọi khẩn cấp của bạn ở Tân Phú book thay pin tận nơi, thì team Mr. Cao mình đã có mặt và tiến hành phục hồi hiệu năng cho con iPhone 11 của bạn ấy. Tuy là thao tác tận nơi nhưng team mình không hề dao động, lao vào test máy liền cho khách luôn. Trước khi tháo máy phải test cẩn thận kỹ, tránh trường hợp sự cố sau khi thao tác xong. Rồi thì mấy bạn khá là ok nha. Mặc dù là có chai pin đôi chút, đúng như lời em nói, máy em mua mới nên nội thất còn ngon lành. Tháo nhẹ cái màn ra trước để gỡ cục pin cho nó an toàn, chứ lỡ mắc sườn đền cái màn thì toang. Nhấc sơ cái cục pin vệ sinh cái, quái lạ, nhìn xong thấy cái siêu pin đâu ta. Mình giỡn thôi, chứ nãy tìm mình vệ sinh gần xong rồi mới quay nên mới được sạch sẽ như vậy. Mất 30 phút lận đó. Em mình thì chọn pin Pisen dung lượng chuẩn là 3110 mAh. Mà đặc biệt tại Mr. Cao thì các bạn sẽ được dán áp suất chống nước miễn phí, tỷ lệ đạt tới 98% nếu như máy các bạn nguyên zin. Đó, cái miếng hồng hồng mà các bạn thấy là lớp ron chống nước thần thánh, sẽ giúp các bạn lội mưa lội gió mà không bị nước vô. Nhưng chống chỉ định cho các bạn cố tình ngâm nước nha. Giờ thì cùng nghe em trai mình nhận xét như thế nào về dịch vụ thay pin tận giường của bên Mr. Cao mình nha. Thì nãy anh làm á, thì em cũng có coi, thì em thấy em làm cũng rất là cẩn thận. Em làm xong á, em test máy thì em thấy nó cũng bình thường, hoạt động ok, không có bị gì hết trơn á. Thì em cảm thấy rất là hài lòng. Rồi, vậy rồi anh cảm ơn.